Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng video về cái cách tỉa cành để làm cành giống. Cành giống nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó. Cái thứ nhất là chúng ta cắt cao cách mặt đất khoảng 15-20 phân. Đây, tổng cộng 15-20 phân này. Thứ hai nữa là cành chúng ta lựa chọn là những cái cành mà nó có cái độ gốc này này, là từ ngón tay út cho đến ngón tay cái. Cái gốc này được lên này, gốc này được lên này, là từ ngón tay út này. Độ lớn của đó từ ngón tay út đến ngón tay cái, chứ nhỏ hơn ngón tay út như là cành này cũng không lấy này. Rồi lớn hơn ngón tay cái, lớn hơn ngón này này, cái chỗ này ngón lớn hơn ngón tay cái là cũng không lấy này. Đấy, chúng ta lấy những cái cành như vậy thôi, chúng ta cắt. Sau khi cắt xong thì chúng ta tỉa cành, chúng ta tỉa lá đi. Đây, chúng ta những lá này chúng ta tỉa hết này. Đây, lá này chúng ta tỉa hết này. Đây, đây chúng ta cắt sát thế này, cắt sát thân nhá. Chúng ta cắt cho nó sát. Đây, cắt hết lá. Đấy, và đến cái chỗ ngọn xanh này này, chúng ta cắt ngọn. Đấy, để chúng ta cắt ngọn. Chúng ta cắt ngọn xanh đi. Đấy, cái cành như thế này thì được gọi là tiêu chuẩn cành giống. Đấy, các bạn nhìn nha, tiêu chuẩn cành giống này, cái độ lớn gốc là từ ngón tay út đến ngón tay cái này, và đặc biệt là nó phải có mầm. Đây, mầm này, đây gọi là mầm này. Đấy, đây này, mầm xanh đây, nó phải có mầm. Đấy, và các cái lá chúng ta cắt sát với thân của nó. Còn ở phía trên này, cái lúc mà đến ngọn màu xanh này, chúng ta cắt đoạn ngọn màu xanh này đi. Đấy, quý vị và các bạn thấy, đây đầu tiên là nó phải có mầm nhá. Đầu tiên là cái gốc của nó là nó bằng ngón tay út này đến ngón tay cái, độ lớn. Đấy, cái gốc từ ngón út đến ngón tay cái. Đây là phải, nó phải có mầm này. Mầm này. Đấy. Và ta tỉa lá. Ta tỉa đến cái sát cái phần thân này. Đấy. Đấy, như thế này là một cái cành giống đạt tiêu chuẩn. Đấy. Còn những cái cành mà nó đây là cành màu được gọi màu tím than. Còn nếu mà những cành mà thân những cây đinh lăng mà mọc ở ngoài ánh sáng quá thì nó sẽ có màu trắng, thì như vậy làm giống chất lượng nó rất là kém. Những cành bé thế này không lấy. Đấy. Những cái cành mà mình lấy thì nó phải có chiều cao từ khoảng 50 phân trở lên, tính cả ngọn tầm khoảng 60 phân trở lên, còn sau khi cắt ngọn đi là tầm khoảng 50 phân trở lên. Đấy,